Hello, xin chào tất cả em đã đến với theo của mình ha. Thì mình đang chuẩn bị đi một cái tour thứ hai nha nè, đi phượt đường dài ha. Sau mình quay clip cho anh em xem giải trí thôi, clip kia cũng nó mình nói ngắn mình cũng dài nữa. Thì cái này mình sẽ đi xa hơn hơn xíu ha. Mình trời cũng đang gầm, cũng đang chuyển mưa nữa nè. Giờ này cũng mát mẻ, anh cũng gắng tranh thủ rồi đi sớm một xíu. Rồi bắt đầu nha nè. Mình đi được ha, để coi đi được bao xa ha. Mình sẽ đi cái đường hầm hởm nhưng mà mình sẽ tẻ hướng khác nha anh em. Cái chiến dịch này mình chạy ra cuối còn hơi lút nhẹ xíu, canh cái này hơi cực. Anh nghe nhẹ máy không? Mình nha. Chỗ này thì lục bình nó cản ngay đắng một chút đó nhiều anh em. Thì cái này mình không có kéo qua lúc đó hả? Lục bình này bự nè. Kênh này khi nó tên khác chứ không phải tên đó, tại vì nó giao với ngã tư rồi. Hôm nay coi kênh này có gác ghế nhiều không? Kênh này cũng khá là gác.
cái chân cầu thôi vậy nè. Mình ít đi đường này mình cũng không nhớ rõ nữa. Chỗ này chỗ ngã tư nè anh em, thông thoáng mình đi tới đây nè. Giờ mình sẽ đi thử đường này ha. Rồi nó cái đường này có thấy chỗ gì kinh ngạc gì của mình nè.
kinh nghiệm